Đề nghị truy tố 86 bị can vụ án Vạn Thịnh Pháp. Giá chung cư tiếp tục tăng. Giá thuê nhà tăng, người thuê khó tìm nơi an cư. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can khác. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về các tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. 85 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định, bằng các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo số tiền rất lớn, hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Ngoài ra trong vụ án này, hai cựu chủ tịch ngân hàng SCB và 5 cán bộ khác đang bỏ trốn cũng đã bị khởi tố và có lệnh truy nã. Vụ án Vạn Thịnh Phát đã làm mất lòng tin của các nhà đầu tư trái phiếu, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê doanh thu các ngành giảm rất mạnh từ giữa 2022 đến nay, nghiêm trọng nhất là bất động sản và xây dựng. Thực tế cho thấy báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu giảm, lợi nhuận giảm hàng trăm tỷ. Đứng đầu danh sách sụt giảm là công ty cổ phần đầu tư LDG khi doanh thu thuần quý 3 năm 2023 ghi nhận âm 0,6 tỷ. Lũy kế 9 tháng LDG đạt 0,5 tỷ doanh thu thuần, giảm 99,99%. Công ty lỗ ròng 209 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 lãi 8,3 tỷ. Bên cạnh đó, khó khăn về dòng tiền buộc các doanh nghiệp bất động sản phải cắt giảm nhân sự, thậm chí dừng hoạt động. Mới đây, công ty cổ phần phát triển kinh doanh nhà HDTC, một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn đã tạm dừng hoạt động do hàng loạt dự án bị đình trệ, dẫn đến công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ công nhân viên. Có thể thấy các doanh nghiệp bất động sản đang ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi khó để huy động vốn qua trái phiếu, cổ phiếu và tiếp cận vốn vay ngân hàng. Theo báo cáo mới nhất của CBRE, trong quý cuối năm, thị trường sẽ có khoảng 4.500 căn hộ dự kiến mở bán. Như vậy, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội cả năm nay chỉ đạt 11.400 căn. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận sụt giảm nguồn cung mới và tổng nguồn cung năm nay dự kiến ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Theo Bộ Xây dựng thống kê, với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở do phát sinh thêm các hộ gia đình thành thị mới. Sự thiếu hụt nguồn cung đang trực tiếp đẩy giá nhà tăng cao hơn nữa, đặc biệt là loại hình nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư. Như vậy có thể thấy, trong khi nhu cầu về mua nhà của người dân ngày càng tăng cao, thì nguồn cung lại đang có xu hướng đi xuống. Điều này có thể khiến giá nhà ở chung cư tiếp tục rơi vào áp lực tăng giá trong thời gian tới. Theo báo cáo của Colliers, mức giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận trong khoảng 60,5 đến 96,8 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong giai đoạn cuối năm 2023, dự kiến giá của thị trường căn hộ sẽ tăng từ 4 đến 7% so với năm 2022 do giá mở bán các dự án mới đều ở mức cao. Quý 4, phân khúc chung cư sẽ có thêm lượng hàng từ các dự án mới mở bán. Tuy nhiên, các dự án này đều có mức giá khá cao, từ 50 đến 80 triệu đồng mét vuông. Theo các chuyên gia, căn hộ chung cư từ phân khúc bình dân đến trung cao cấp sẽ tiếp tục khan hàng, dẫn đến giá bán khó giảm, thậm chí sẽ tăng. Đồng thời, các giao dịch hướng đến nhu cầu ở thực sẽ nhiều hơn. Trên thị trường hiện nay đang tồn tại một thực trạng giá nhà quá cao khiến nhiều người khó có thể sở hữu nhà ở. Do vậy, xu hướng chuyển sang thuê nhà đang được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, giá nhà tăng cao kéo theo giá thuê cũng tăng, gây khó khăn cho rất nhiều người đang chật vật đi thuê nhà. Thêm vào đó, nhiều chủ nhà còn bắt đặt cọc thuê nhà với giá trị cao, khiến người dân khó lại càng thêm khó trên chặng đường tìm chỗ an cư. Chị Uyên là một nhân viên văn phòng. Mặc dù chị cùng chồng lập nghiệp tại Hà Nội từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa sở hữu được căn nhà mơ ước cho riêng mình. Thu nhập cả hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng một tháng, nhưng hai anh chị phải thuê nhà với giá bằng 50% tổng thu nhập của mình. Để mua được một căn nhà, cần phải thêm hàng chục năm nữa. Do vậy, phương án khả thi lúc này là thuê nhà. Tuy nhiên, giá thuê nhà tăng cao khiến gia đình chị phải xoay sở, nhằm dành tiền tiết kiệm và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
Với tình hình kinh tế khó khăn thì tôi đã phải cân đối chi tiêu để thuê nhà, và may mắn thì tôi đã thuê được một căn nhà tại tầng 3 của phố Tôn Đức Thắng. Và hiện tại thì căn nhà này rất là thuận tiện cho việc đi làm, và tôi cũng đã thỏa thuận rất nhiều lần với cả chủ thuê nhà để cân đối cái mức giá phù hợp cho cả hai bên. Theo khảo sát, những căn chung cư trong nội đô tăng giá liên tục và chưa có dấu hiệu giảm. Điển hình như căn 2 phòng ngủ tại một chung cư quận Thanh Xuân đang có giá cho thuê dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng, chung cư Mipec Xuân Thủy 12 đến 20,8 triệu đồng một tháng. Đối với các căn hộ tại Royal City, giá cho thuê dao động từ 22,9 triệu đồng một tháng. Điều này khiến cho nhiều gia đình phải xoay sở tìm chỗ thuê nhà. Những cái căn hộ mà bên trong nội đô thì cũng là khá là cao. Tuy nhiên thì cũng phải cần phải rất là sòng phẳng như thế này, cái vốn đầu tư giá cả rất là cao, nên nhà đầu tư cũng phải cho thuê để làm sao mà, tôi nói thực sự là cái giá như hiện nay ấy, để mà cho cái gọi là cái tỷ suất hoàn vốn ấy, đối với một căn hộ hoặc là một tài sản thì cũng là rất thấp, tỷ lệ cũng là rất thấp chứ cũng không phải cao đâu. Tuy nhiên ấy, thì với cái giá nó đang bị cao, và đặc biệt là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn này thì cái thu nhập bị giảm rất là nhiều. Giá nhà tăng cao trong khi thu nhập của người dân không có nhiều thay đổi. Từ sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi, khả năng tài chính của nhiều gia đình chưa thể ổn định. Do vậy, nếu không giảm giá nhà thì sẽ còn rất nhiều người không thể với tới giấc mơ an cư của mình. Được biết, chính phủ cùng các ngành chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, mà gần đây nhất là hội nghị trực tuyến được tổ chức bởi Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng. Tại hội nghị này, nhiều nội dung đã được kiến nghị nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung giá rẻ, như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội thông qua việc thêm nhiều ưu đãi, đặc biệt cần ưu tiên quỹ đất để phát triển loại hình này. Yếu tố đầu tiên thì nó phải xuất phát từ yếu tố quy hoạch, tức là nhà nước cũng phải có những cái cơ chế chính sách để tạo ra được các quỹ đất nhà ở xã hội, có thể trong trung tâm hoặc là diện là có thể mở rộng cái việc mà phê duyệt, đẩy nhanh các cái dự án mà đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho gọi là mức độ trung bình. Thì với những dự án mà có thể là họ cam kết mức giá bán, ví dụ như giả sử dưới 30 triệu, thì có thể là ưu tiên cho họ có thể có cái sự gọi đẩy nhanh hơn về mặt tiến độ pháp lý. Và đương nhiên thì với cái việc này thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là để làm được đó thì gần như các quỹ đất nó phải ra xa khỏi các trung thành phố. Thêm vào đó, cần nới lỏng chính sách cho vay gói 120.000 tỷ đồng để người có thu nhập thấp được tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để an cư. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là ở những thành phố lớn, nhu cầu về nhà ở ngày càng cao. Nếu không giải quyết được vấn đề này, sẽ kéo theo nhiều bất ổn về vấn đề an sinh xã hội, từ đó kìm hãm sự phát triển chung của nền kinh tế. Cho thuê nhà mặt bằng kinh doanh khá phổ biến nhưng không mấy chủ nhà biết đến việc nộp thuế. Vậy theo quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp những thuế gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tùy thuộc vào mức doanh thu, cá nhân cho thuê nhà phải nộp các loại thuế sau đây. Lệ phí môn bài. Căn cứ vào Nghị định 139/2016 NĐ-CP, khi cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, họ cần phải xem xét việc nộp lệ phí môn bài. Nếu doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng sẽ được miễn lệ phí môn bài. Nếu doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng sẽ phải nộp lệ phí môn bài với mức thuế được quy định trong Nghị định 139/2016 NĐ-CP. Thuế giá trị gia tăng. Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hộ kinh doanh hoặc cá nhân có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dưới 100 triệu đồng trong năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp có doanh thu trên 100 triệu đồng sẽ phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC. Thuế thu nhập cá nhân. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân cho thuê nhà là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh dưới 100 triệu đồng trong năm dương lịch, cá nhân này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng trong năm, họ cần nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân, theo quy định trong Thông tư 40/2021/TT-BTC. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 10.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang, trong khi đó nhiều người lao động lại phải đi thuê nhà thiếu tiện nghi.
Đây là một nghịch lý đang diễn ra tại thành phố này. Có thể kể đến khu căn hộ tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức với hơn 3.790 căn hộ, nhưng hơn 9 năm qua không có người ở. Tương tự, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với tổng cộng 1.939 căn, nhưng 12 năm qua rất ít người đến đây ở. Trong khi đó, hiện rất nhiều công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Những người thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh lại không có nơi ở ổn định. Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây vừa được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh công bố, hiện có 429.675 hộ gia đình có thu nhập thấp. Trong đó, gần 190.000 hộ đang phải ở nhờ và đi thuê nhà, với hơn 39% số hộ phải ở những nơi dưới 8m² sàn một người. Dù cho nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân luôn cao, nhưng những khó khăn vướng mắc trong chính sách đã khiến nghịch lý, nhà tái định cư thì bỏ hoang, mà người dân vẫn phải thuê trọ ngày càng trầm trọng. Nắm giữ vị trí đất vàng ngay giữa trung tâm thành phố Sông Công, Thái Nguyên, nhưng khu đô thị Hồng Vũ đã chậm tiến độ hơn 5 năm và chưa biết ngày sẽ tái khởi động. Trong khi đó, chủ đầu tư vẫn đang chây ý chưa nộp hơn 32 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đất đai. Theo tìm hiểu, dự án nằm cạnh đường Cách mạng tháng 8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, được triển khai năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 312 tỷ đồng trên diện tích 19,7 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công xác nhận, đến thời điểm hiện tại, dự án khu đô thị Hồng Vũ vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gia hạn giấy phép đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cũng đã tạm dừng từ thời điểm sau năm 2017. Dự án giang dở bỏ hoang nhiều năm không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn gây bức xúc không nhỏ cho những hộ dân sinh sống xung quanh. Những thông tin trên đã khép lại 12 phút bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại!